Chạy hả mày? Mày chạy hả mày? Chạy hả? Ai cho? Ai cho ra ngoài? Ai cho? Một tên trộm vượt ngục đã bị bắt. Vô mày. Vô đi chơi đi, cho vui. Ra ngoài không có vui. Ai làm gì làm nha. Biết trắng này là ngủ nha. Con buồn ngủ lắm mày. Khi giờ phải thức làm việc mệt mỏi quá, giờ phải ngủ thôi. Cam với cam. Tính vượt ngục nữa hả cam? Cam ơi. Cam ơi, cam à. Cam. Ghê chưa. Cô chú thấy chân ngắn không? Chân ngắn mà dữ dằn lắm á cô chú. Chân ngắn mà hung dữ, mà quậy phá lung tung. Chân ngắn mà hay như vậy lắm. Cái mặt nó hung dữ mà nó không cho ẩm nha. Quýnh lộn đi. Quýnh lộn nhau đi. Chạy hả? Chạy hả mày? Lộn đi. Đó. Thằng cam này đúng là nổi tiếng nè. Không tự nhiên mà mèo cam nó nổi tiếng luôn cô chú. Nó quậy lắm á. Nó mèo trắng nãy giờ người ta nằm im mà. Mấy bà cam nãy giờ bà cứ chạy ra hoài nè. Vô mày. Nhảy ra tiếp. Chú ấy mà cam nó báo ghê chưa, nó báo nhất luôn á, báo nhất trong làng báo thủ á. Hai tụi bay hả? Hai tụi bay hả? Hai tụi bay vượt ngục hả? Hai tụi bay dám vượt ngục hả? Đó, vượt ngục nữa kìa. Vượt ngục với tao mà được hả? Sao? Đúng rồi, quất nó liền. Quất nó liền. Ơi, cái mình của ta, mình để hai cái chân của nó lên vậy đó. Mày ngon vậy đó hả mày? Chỗ này là chỗ mày để chân hả mày? Ê, ê. Quá trời quá đất mày rồi đó nha. Đi vô mày. Sao? Ơi. Vô. Đi vô. Mèo trắng ta hiền ghê chưa. Đó, còn mèo cam là cô chú đó. Mày xạo hả? Tư tướng nằm rồi. Tư tướng nó nằm xưa gợi rồi cô chú. Đó, tướng đang nằm vậy đó. Nữa. Ui. Chân lùn nha. Chân lùn mà quậy nha. Con là mèo cam chân lùn nè. Mắt màu gì đây? Mắt màu gì đây? Mắt có màu xanh không? Ba con là vừa chân lùn mà vừa màu xanh nữa. Thì một đứa vượt ngục nữa cô chú. Vượt ngục hả mày? Trời ơi, rất là lì nha. Cái bà này bà lì ghê luôn á. Từ hồi nãy tới giờ. Mày chân ngắn mà mày lì vậy mày. Chân ngắn mà mày leo trèo vậy đó hả? Người ta chân dài người ta leo trèo. Chân ngắn mà leo trèo vậy đó.